Mặc dù nội dung cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, song Thủ tướng Papua New Guinea James Marape cho biết, trong khuôn khổ của thỏa thuận, Mỹ sẽ gia tăng sự hiện diện quân sự tại nước này. Trong tuyên bố đưa ra trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thỏa thuận quốc phòng mà nước này ký với Papua New Guinea thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh, giúp nâng cao năng lực của lực lượng quốc phòng Papua New Guinea, đóng góp vào sự ổn định và an ninh trong khu vực. Cùng với thỏa thuận quốc phòng, Mỹ cũng công bố kế hoạch chi 45 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Papua New Guinea.